Xin chào tất cả các đồng chí Chào tất cả các bạn Để tiếp theo cái câu chuyện đời lính của tôi Khi chúng tôi bắt đầu tiến sang đất Campuchia Để đánh giải phóng nông Penh Thì cái trận đầu tiên gọi là cái trận cửa mở Chúng tôi hay gọi là cái trận Gọi là cái đê quai đó Đê bao Là cái trận đó là chúng tôi là Đánh được cái cửa mở đó Và sau đó thì là đơn vị phát triển Vừa hành quân vừa đánh chi quét thì đến cái trưa ngày mùng 1 Thì lúc đó là chúng tôi là đánh xong cái trận cờ mở Thì được cái lệnh là dừng lại Dừng lại chủ yếu là lúc đó là Là củng cố lại đội hình Đó sốc lại đội hình Và thứ hai nữa là Anh nuôi là mang cơm lên Thì Cái đời lính mà nói thật với các đồng chí Khi bước sang đất Campuchia gần như là chúng tôi ăn cơm nắm Chủ yếu là ăn cơm nắm thôi Chỉ ít khi mà được bữa nào mà ăn cơm ổ bát thôi chủ yếu là anh nuôi là cứ nấu cơm là nắm lên là mang lên trận địa cho chúng tôi ăn rất là gian nan luôn thì cái buổi trưa hôm đó là chúng tôi dừng lại ở cái địa điểm đó là gần cái địa điểm gọi là tà ly tôi còn nhớ ở đó là gọi là cái tà ly là tà ly thuộc vô là cái tỉnh tà keo tà ly rồi đến tà lập đó là cứ thế là phát triển lên thì dừng lại là nghỉ trưa là ăn cơm ở đó thì nói chung là cái lúc đó thì cũng lợi dụng các cái mà ở bên đó rất là lắm cái bụi cái bụi tre với các cái cây thốt nốt cái bụi tre bên đó nó không to đâu che lùm lùm che nhỏ thôi đó là cứ lợi dụng vào cái chỗ nào mà nó mát mát thế là anh em là ngồi là dở cái cơm nắm ra ăn thì hôm đó là tôi nhớ là anh nuôi mang cơm lên cho chúng tôi là mang hai suất cơm luôn hai cục cơm nắm là buổi trưa một cục và buổi chiều một cục đó tôi nói với các đồng chí là nhìn lính ta lúc đó thương đó. rất là thương đó cái hình ảnh đó thì thực sự nói thật sống để bụng rồi chết mang theo thôi chứ còn không bao giờ thể thể quên được trong cái cái cái, cái, cái tâm trí của tôi được là như cái bản thân tôi nữa, là đầu tóc là nó khô cứng hết ở cái mùa khô campuchia biển nó rất là khắc nghiệt Tôi nói thật với như bản thân tôi thôi cái trời trời nắng Không mũ không mảng gì hết Nó quần áo thì là nó khô cong luôn Nó bùn rồi đất rồi máu Đầu tóc tai là nó dựng ngược hết là Nó cứng Nói chung là nhìn lính ra là te tua Đấy, Chúng tôi còn còn là bộ binh còn đỡ khổ Khổ nhất là cái, cái đại đội hỏa lực Các đồng chí đó còn phải là Đeo các cái đế cối này các cái nòng cối này rồi các cái nòng DK75 này, nòng DK82 này khiêng vác nhìn nhìn thương lắm, nhìn rất là khổ. Mà đất Campuchia thì khi bắt đầu bước sang mùa khô thì các đồng chí cũng biết là nó nóng, nó nóng mà nó oi bức, nó rất là khổ. Sau này nó còn thiếu cả nước này kia. <laughs> khi đơn vị chúng tôi mới sang đang còn có nước. Sau này nó còn không có nước cho mà uống, nó khô khát, họng lúc nào là cũng đắng ngắt vì khát nó quá là 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 khắc nghiệt ở cái đất Campuchia. Thế tôi nói sơ bộ như vậy là chắc là các đồng chí cũng biết thôi. Thì lúc đó thì chúng tôi ăn cũng tranh thủ là ăn cục cơm nắm xong cái là được nghỉ ngơi chắc được khoảng được một tiếng đồng hồ thôi. Lại tiếp tục có lệnh là hành quân tránh truy quét. Thì tôi còn nhớ một cái trận mà gọi là gây tranh cãi nhiều nhất. Đó, nhưng mà cái trận đó thì thực sự là mắt tôi là người chứng kiến cái 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 việc đó. Nhưng mà sau này là giữa cái lính D9 của bọn tôi và cái tiểu đoàn 7 của E10 á, là hại là tranh nhau cái chiến công là bắn bắn cái xe tăng. Bắn bắn và bắt sống cái xe tăng và tiêu diệt cái kíp lái của của bọn Pol Pot ở ngay ở Tà Ly. Thì tôi nói với cho các đồng chí nghe là cái lúc đó là đến chiều tối rồi là chúng tôi là được lệnh là dừng lại lại cũng giới cục cơm nắm ra mà lúc anh nuôi đã phát cho chúng tôi buổi trưa là giới cục cơm nắm ra ăn thì trong cái cục cơm nắm thì nó các đồng chí chỉ có mân cá khô chứ cũng chả có gì hơn ngoài mấy con cá khô mà chủ yếu là ăn cá khô ít khi mà được ăn thịt lắm thì sau này sang campuchia thì chúng tôi nói chung cũng ăn, bắt được gà được vịt thì mới gọi là cải thiện được thêm thôi chứ còn cái lúc mà hành quân truy quét rồi, nói thật với các đồng chí chỉ có cơm nắm với cá khô không biết các đơn vị khác như thế nào nhưng mà cái đơn vị tôi chỉ có như thế thôi <laughs> rất là khổ thì cái chúng tôi nằm nghỉ lại đêm là nói là nằm nghỉ lại đêm nhưng mà thực sự là lúc đó đội hình dừng lại thì anh em cũng lợi dụng địa hình địa vật nói thực sự là cũng chả cái sức nào mà đào các cái hố chiến đấu hay là hầm hào này kia chúng tôi nằm luôn ở trên mặt ruộng chúng tôi vơ rơm vơ rác ở trên mặt ruộng mà cái mặt ruộng nó khô cứng là bơ dơ rác là, là, lót đó là nằm đó để chờ lệnh lại tiếp tục hành quân thì cả đêm thì cứ nằm ngửa lên là xem sao rồi trời trời đất đất như vậy Thế là cứ chu đầu lại với nhau mấy thằng lính mà nói thực sự là lúc đó chúng tôi là gần như ai cũng nghiện thuốc nên là cái chu đầu lại với nhau là xin thuốc hút cái thuốc dê tôi thì nghiện thuốc lúc nào trong cái túi áo ngực tôi cũng có một cái túi bóng là bỏ ít thuốc dê vào trong đó với một cái tờ báo đó, để lấy cái lại quấn cái thuốc dề để hút nhưng mà cái lúc đó ban đêm nhưng mà thực sự là các cái đơn vị khác không biết là các cái đơn vị nào thì chúng tôi không biết nhưng mà các cái đạn pháo gọi là các cái hướng xung quanh là đạn pháo là cứ nổ nổ y a à nổ suốt cả đêm vì cái lúc đó là chúng ta đánh tổng tấn công các cái quân binh chủng phối hợp với nhau là đánh các hướng là đạn pháo là nó nổ khắp nơi y a à Nói chung là cả đêm không ngủ được Thao thức trần chọc không ngủ khi Chỉ có nằm cho trời trong cái trời mau sáng Thì tôi còn nhớ lúc đó cũng tầm khoảng 4 giờ sáng Là cứ nghe cái tiếng ù, ù ù của động cơ Nhưng không biết là xe gì Mà cũng không biết là xe của ta hay là xe của địch Thì cứ nghe ù ù ù Mà nghe rất gần Thì cứ càng ngày thì lại nghe càng gần Thế là đến khoảng độ 4 rưỡi 5 giờ sáng Khoảng gần gần, gần dạng dạng sáng rồi nó là thấy mặt trời bắt đầu là hơi hừng hừng rồi thì bắt đầu về cái hướng tiểu đoàn 7 ấy, là nghe nổ súng nghe các cái tiếng đạn bê đạn nhọn bắn ở cái cái cái, cái hướng tiểu đoàn 7 á thì cái lúc đó thì chúng tôi lại được lệnh là bảo là đánh chi viện cho cái tiểu đoàn 7 bởi vì là có một cái kíp xe tăng của bọn post là nó sọc thẳng vô chỗ cái tiểu đoàn 7 nên là chúng tôi lại phải cơ động thì dương thì cơ động lên nó cũng nhanh thôi thì cơ động lên thì lúc đó trời nó cũng sáng hẳn nên là nhìn thấy cái xe tăng nó cứ chạy vòng vòng đó mà anh em ta là xả đạn cũng rất là nhiều đạn b là đạn dk là bắn vào cái xe tăng đó mà bắn không được cứ thế là cứ nó cứ chạy vòng 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 đó. thì lúc đó là gần như là cái xe tăng nó bị lính ta bao vây rồi thì lúc đó là tôi đoán là cái xe tăng này á, là do các cái đơn vị nó khác đánh mạnh quá là nó chạy nó bị lạc nó bị lạc vào cái đơn vị của bọn tôi mà nó chạy thẳng vô cái chỗ cái hướng tiểu đoàn 7 luôn còn cái khẩu 12 ly 7 ở trên cái nóc xe tăng ở trên cái tháp pháo á, là cứ thế là nó 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 bắn loạn xì ngầu nó bắn nó gọi là nó bắn gọi là các cái đường đạn của nó là bắn lung tung chỗ nào nó cũng bắn nó cứ bắn xoay nó cái xe đặt tăng là cứ thế là nó cứ chạy vòng vòng xoay 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 nó bắn nó không có lối thoát tại vì là lúc đó là chúng tôi có 3 tiểu đoàn nên là vây lại nên là nó 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 sợ các cái đạn bê nó nó chạy cũng hoảng thì đúng là tôi là mắt thấy tay nghe và chứng kiến cái trận đó là nó như thế này mà sau này cứ gây tranh cãi là cái xe tăng này cái khi bị lính ta truy kích nhiều quá mà nó không có lựa nó không có bộ binh yểm trợ còn trong cái kíp lái đó là không biết bao nhiêu thằng nhưng mà riêng cái thằng mà nó ngồi trên cái tháp pháo là nó bắn cái khẩu 12 ly 7 là nó bắn cũng rất là rát và đạn mình thì xả vào mà bắn không trúng thế là nó chạy vòng 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 thì nó mới lao lên trên cái 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 bờ đất nó lao lên cái bờ đất thì cái bụng xe tăng nó mới mắc của những cái bờ đất bắt đầu cứ đứng ở trên đó là nó xoay nó không chạy được là nó xoay nó xoay ở trên đó là bụi mù luôn nó là nhìn là nó quần nát cái đám đất đó là cứ thế là nó 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 bám nó bám vào cái thành đất đó là mắc bụng là cái xe nó cứ xoay ở trên đó mà cái nó cứ xoay đến đầu là cái thằng hàng 12 ly 8 nó bắn như nó mà lính mình bắn biết bao nhiêu đạn nhọn vào mà không tiêu diệt được cái thằng 12 ly 8 thì lúc đó là cái đại đội tôi là vận động cũng là lên đến nơi rồi thì cái đồng chí công á là người ở yên thọ thanh hóa là cái đồng chí Công đó là tôi biết, tôi bởi vì khi huấn luyện tân binh là tôi biết cái đồng chí Công đó, đó mà sau này là vào chiến đấu ở hồng ngự á, thì tôi cũng có gặp đồng chí Công đó là mấy lần, nói chung là anh em cùng đồng hương cùng tỉnh nên là cũng hay gặp, cũng hay hỏi thăm nhau. Mà tôi là người chứng kiến chính xác là người đồng chí đồng chí Công đó, là bắn cái xe tăng đó, bắn vào 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 bắn cái vào xích, cái lúc mà nói chung là nó không chạy được nữa cái mục tiêu nó gần như là đứng yên đấy còn cái lúc đầu nó chạy là bắn không trúng thôi. tôi nói thật với các đồng chí là như vậy thấy như cái như thế nào là tôi kể lại như thế thì tôi thấy rõ ràng là đồng chí công là vác khẩu B41 lên là bắn bắn vào cái, cái cái, cái xích xe bắn một phát là là, là cái quả đạn nó nổ chùm ở cái xe đó. nhưng mà nó đứt cái xích nó đứt cái xích ở đó là cái kíp lái ở trong á, nó không việc gì hết cái kíp lái ở trong là nó có bốn thằng thôi là nó 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 nhảy ra ngoài là nó chạy Nó chạy thì lúc đó là anh em bộ binh mình là tiêu diệt hết Thì lúc đó lính ta là thấy cái xe tăng nó bị cháy nhưng mà thực sự là nó không cháy Nhưng mà nó đứt xích nó khói mù đi bị cái quả b mốt nó khói mù đi Mà cái kíp lái ở trong nó không chết Lúc đó là bắt đầu là cái bộ binh rồi là chúng tôi là ập lên Cá lính tiểu đoàn 7 và cá lính tiểu đoàn 9 của bọn tôi nó là, là, là là cứ tranh nhau cứ gây tranh cãi mãi là cái xe tăng đó là do tàu bắn là cái xe tăng đó là do đơn vị tàu bắn là ông nào cũng tranh thành tích với ông này cả thì lúc đó là tôi cũng đứng ra tôi nói cái chuyện đó bỏ cái xe tăng đây là của tiểu đoàn 7 người ta bắn mà chính xác là đồng chí công là là bắn quả b41 là tôi nhìn thấy vì lúc đó là lính cả lính tiểu đoàn 7 và cái lính tiểu đoàn 9 của bọn tôi là nó cũng lộn xộn cái lúc đó đó là tôi lên tôi cũng chứng minh rằng là là cái xe tăng là do đúng đồng chí công đó là là là, là bắn cái, cái 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 xe tăng đó sau là cứ cãi nhau trên đó là tranh nhau mãi thì sau này chỉ huy người nó giải quyết kiểu gì thì tôi không biết nhưng mà tôi chứng kiến cái vụ đó là đúng đồng chí công người yên thọ tỉnh thanh hóa bắn cái xe tăng đó là tôi nói một sự thật là một trăm còn cái thành tích sau này đồng chí công có được cái thành tích đó hay không á thì thì tôi không biết nhưng mà cái vụ bắn xe tăng đó thì thực sự là nó bị treo xích lên nó không chạy được đấy nên lúc đó là đồng chí công lên bắn với chúng còn cái lúc đầu nó chạy anh em mình bắn rất là nhiều nhưng nó không trúng cắn bắn cả DK nó bắn cũng không trúng đó, đó là cái xe tăng cái địch nó bị lạc vào cái đội hình ta thì là cái trận đó là tôi nhớ là ở tà ly nó vào vào dạng sáng ngày mùng 2 tháng 1 năm 1979 là cái 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 trận mà mà mà, mà cái tiểu đoàn 7 bắt sống được cái xe tăng đó. Thì có một số đồng chí cũng lên là, là là, là, cứ bảo là tàu bắn với thằng nọ thằng kia bắn là 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 cái đó là tôi thấy là sai. Còn thành tích sau này thì tôi cũng không hỏi lại đồng chí công. Là cái thành tích là bắn cái xe tăng đó có phải có đồng chí công được cái thành tích đó hay không thì tôi cũng không biết thì cái lúc lên đến cái xe tăng đó thì nó cái xe tăng nó là vẫn nó vẫn cứ vòng vòng ở đó là nó vẫn cứ nổ máy được nó còn lính tiểu đoàn 7 người ta vẫn treo lên xe tăng người ta chui vào trong trong cái xe tăng tôi thì tôi không chui vào đó, còn cái phía ngoài đó là bị bốn cái xác là do bộ binh ta tiêu diệt nên là gọi là bắt sống được cái xe tăng đó cái xe tăng nó vẫn nói chung là lắp lại xích là vẫn chạy là bình thường còn sau này là cái bàn cái cái, cái xe tăng nó lại bàn giao lại cho đơn vị nào thì lúc đó là chúng tôi lại tiếp tục hành quân truy quét rồi. Nên cũng không để ý là bàn giao lại cho lực lượng nào cả. Nhưng mà cái trận đó là tôi là người chứng kiến Thì xin nói với các đồng chí là cái lúc đó là lực lượng Pol Pot Quân Pol Pot nó bị tan giá Nói chung là nó là rắn mất đầu hết Nó chạy thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bắt gặp là các cái nhóm lính Pot Ba bốn thằng là nó cứ chạy lố nhố ở trên đồng Nó bị các cái quân đoàn khác, các cái đơn vị khác đánh là nó bị tàn mát đi Thậm chí là nó chạy lạc vào cả các cái đơn vị của chúng tôi Bọn Pol Pot nên là cái lúc đó chúng tôi vừa hành quân vừa truy quét là bắn cái bọn post mà nó bị chạy lạc các cái tốp nhỏ nhỏ của nó bắn cũng được nhiều cứ thỉnh thoảng chúng tôi lại diệt được vài thằng đó là là, là cái, cái khi mà chúng mở cái cuộc tổng tấn công thì dần dần tôi sẽ nhớ cái, những cái câu chuyện tôi sẽ kể cho các đồng chí nghe là lần lượt bắt đầu là từ kênh vĩnh tế chúng tôi vượt qua đến tà ly nó rồi lên đến tà lập là chúng tôi có một trận đánh cũng rất là lớn ở tà lập sau đó phải có cả pháo binh của của, của sư đoàn ấy, là bắn yểm trợ cho bọn tôi là bắt đầu là với 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 tấn công vào cái phùm đó là với giải quyết được trận đánh thì những cái trận đó là tôi sẽ kể lần lượt cho các đồng chí nghe tại vì mỗi lần kể như thế này các đồng chí này là tôi là từ trí nhớ mà tôi kể ra đấy chứ không có sách vở gì cả đấy nhưng mà cái kỷ niệm đời lính của tôi thì tôi rất là nhớ. Đấy, tôi có những cái bởi vì là tôi có ghi lại được một chút về nhật ký nên là dựa trên cái đó thì tôi cũng nhớ lại được rất là nhiều thứ nên là tôi sẽ kể dần dần cho các đồng chí nghe cuối cùng thì tôi xin chúc tất cả các đồng chí chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc